Rồi, em xin chào nhà nha. Thì hôm nay nha, còn gì em bán đó ha. Thì lô này là lô cuối năm rồi. Thì bên em đã cân nhắc giá rồi nha. Thì cả nhà mà cảm thấy mà giá ok thì mình chốt ha. Cả nhà có chốt một con hoặc là nhiều con gì vẫn là giá đó nha. Thì những anh em mà đã có đơn bên em rồi đó, thì cả nhà cảm thấy mà giá hợp lệ thì mình chốt thêm ha. Chứ em sẽ không có đổi nha. Thì em có báo trước để anh em mình chốt đơn cho nó nhanh ha. Rồi thì hàng nha, hàng hôm nay thì không có giao hàng được nha, nên qua Tết mới giao được ha. Cái nhà chốt thì cái nhà cọc giúp em ha, cọc qua Tết thì bên giao hàng làm lợi thì em sẽ ship cho nhà ha. Rồi đầu tiên nha, em lên cho nhà một con cặp này đi, con này thương hiệu của Ý ha, máy Nhật. Thì anh em kiểu thích bản mà vuông tăng mà full vàng á, chốt máy này mới lắm, máy này độ mới cao lắm nha, kiểu hàng trưng bày nước vàng. Thì có nhiều anh em hỏi cái nước vàng này và đeo vài bữa bay không? Cái này là vàng xịn nha, vàng mã BVD gì nha, xịn của người ta ha. Này cái nhà có lấy với nhám trà cũng hơi bị khó ra nữa ha, chứ phải vàng ở Việt Nam mình xài vài bữa là bay rồi nha. Thì kính zin không sức mẻ nha, nó nằm trong lô thì nó có nè, có vết xíu lông mèo này, lông mèo này có xíu đây ha, có báo hết độ mới cao này, không đáng kể nha, tự em có báo ha, tự em không báo được nhưng mà hàng hàng si mà phải báo nha, chứ anh em nhận hàng đỡ bỡ ngỡ ha, này dính vân tay thôi chứ nè, lao mới tinh bóng lửng. Nãy nhà như đang mua cái hàng mới vậy đó, do là hàng nằm trong lô thì mình bán hàng si thôi, chứ thật sự nó là hàng trưng bày hoặc là chưa lên tay luôn, dây chưa cắt luôn, siêu sao chưa bóc, đâu ai đeo đồng hồ để siêu gì chị, bắt bốn ốc uy tín không, máy Nhật ha. Nó em thích kiểu vuông tăng mà full vàng, chốt cái này đúng. Xe ngang con này thì 31.5 là dáng vuông nha, dáng vuông dáng tăng, cái càng của nó hơi cúp ha, 49.6 mỏng nữa. 74 lên tay quẩy. Cái này em nghĩ là tay nào đeo cũng được nha, từ nó cấp xuống 15 16 thì đeo được hết. Dây thoải mái rồi, dây dài lắm, khóa bóp ha. Dây cũng dễ sọc. Dây nha. Anh em về tay vừa tự cắt dây luôn, như đang mua con hàng mới vậy. Cọc số La Mã nhìn cổ điển nha. Rồi, con này ập money nha, con này em bữa làm bán 1 triệu, 1 triệu bữa 1.150.000 rồi, em sell chỗ này 980 đi, 980.000 giá chưa từng có nha, chỉ có giá là cuối năm thôi, 980 ha. À, lỡ ghi luôn 980 nha, chụp hình đi, chụp hình nhắn tin Zalo cho em, vẫn là mã F63 nha, 980.000 chưa từng có nha, không có giá này đâu nha, từ giờ cuối năm là em sell giá chi ăn chứ không phải sell nữa, bán giá chi ăn chứ không phải sell nha. Dây khóa zin hết à. Rồi, ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em. Rồi em lên tiếp cho nhà, sẵn vuông tăng lên bảng đá nè. Cách nốt là nha, biết rồi, nó là thương hiệu Thụy Sĩ ngày xưa, sau này thì bán lại cho anh Nhật. Nó là chạy máy Nhật ha. Dây khóa zin nữa nè. Thì thường là em bán mỗi bên 5 viên đá, còn con này là full luôn, full đá, bảng thép full đá luôn ha. Dây dập hiệu Technote. Kính sapphire nha, nó ghi thông số trong này nè. Đá ceramic kính sapphire lịch gốc 6 giờ kêu lịch lọc á, đính đâu là hai viên đá, ba viên đá tự nhiên trong mặt này. Con này thấy nó đơn giản nhưng mà cái nhà lên tay nó sang lắm, anh em mà kiểu phong thủy á, họ thích đá dòng đá chốt cái này full đá, mặt sau bắt bốn ốc ha, có ghi thông số rõ ràng ceramic nè, sapphire nè. Cái nhà mà đã từng mua những con này mới là biết giá nó này, giá rác lắm nha, giá mấy này rác lắm, giá phải qua tiền chục. Con này dây 18 18 năm được nha, 88.5 đều thoải mái lên tay, nam nữ dùng chung được nha, cái bản này. Rồi con này thì xe ngang của nó là 27.4, chiều đứng luôn là 38 mỏng, nó 6 đi 8 là bữa là cũng là 1.150.000 luôn, rồi 980.000 luôn. F61 ha, 980 mà F61. Ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em luôn. Nó là dáng vuông dáng tăng bản full đá nha, độ mới càng cao nha. Rồi một con này nha, con này Thụy Sĩ nha, con này chạy máy Thụy luôn, dây khóa nè. Con này kiểu anh em nào mà thích kiểu đeo đồng hồ dạng lắc á, chốt này đúng luôn, này mới lắm, dây khoe kiểu bản thiết kế xuyên cá, đồ mi vàng ha, cái này cũng liền vàng đẹp, lịch gốc 3 giờ nha, cọc số vàng luôn, có dạ quang chấm bi á, có dầu quan chấm bi test ra nữa. Dây khóa mặt sau đây
đáy sấy bản thép ha, chắc lắm, nó thương hiệu Thụy Sĩ luôn, máy Thụy luôn đó nha, con này máy Thụy Sĩ luôn, máy như máy Ronda nha, mấy dòng máy Ronda siêu bền. Anh em kiểu thích dạng lắc, anh em tay vừa thôi, 14, 15 đeo được hết ha. Chung anh em tay 18 mà họ thích, có những người họ thích đeo những con đồng hồ nó kiểu đơn giản mà nhỏ gọn vậy nè, bình thường nha, dây thoải mái này, dây này chắc 19 luôn á, đâm tay vậy. Máy Thụy Sĩ cái nha, cọc số vàng. Mới lắm, nhận hàng coi hàng si mà cái này nhận hàng là vừa ý liền. Nên kiểu thích dạng lắc á, đồng hồ dạng lắc chốt cái này ha. Xe ngang của nó là 34. Chiều đứng luôn là 40 40 là 41 nha, 40,7. Mỏng có 7 ly rưỡi thôi. Đấm zin hết dập hiệu quá. Rồi con này em bữa làm bán 650 ha. Con này hôm nay em bán cho nhà giá là 550k đi. Bản Thụy Sĩ mà 550 là giá quá ổn, bình ổn giá nha, như cái nhà đang mua cục máy vậy. Mã F78 nha. 550 mà F78 ha. Rồi em lên tiếp cho nhà đây con này nha, anh em thích kiểu dòng mà nội địa Nhật, dòng Alba Senko, mặt của nó kiểu mặt cát vàng ha, cát vàng, vàng cát Alba, dòng Senko dáng vuông dáng tăng, con này full zin luôn, lắp ráp sản xuất trong nước Nhật, chốt cho nhà xem nè. AK nè, mặt sau đây đây mắt in sao băng, thường mấy dòng Alba nó lắp ráp sản xuất trong nước Nhật là nhiều nha, thường lắp ráp sản xuất trong nước, mặt sau bản thép ha. Con này kiểu vuông tăng mà dáng lạ, dáng này độc, dáng này dây nó 10, dây này còn 18 vừa lên tay, nhìn nó đơn giản nhưng mà ha, đeo như một cái kiềng vuông vậy. AK dòng Alba Senko nha. Rồi con này thì xe ngang của nó là 29, dáng vuông mà 29 ha. Đo cái càng đó ở đây nha, đúng 39, mỏng luôn, nó kiểu dáng vuông cũng vậy, nó mỏng như ta 9 ly, ở dưới đây thì mỏng hơn xíu, 9 ly nha, mỏng giống nhau ha. Rồi 450 mã F83 nha, 450 mã F83 giá quá chắc. Ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em. Rồi thì em lên hộp nha, con này up money nè, anh em nào thích thương hiệu này chuẩn nha, con này là chuẩn, có hộp luôn. Hộp nó cầu kỳ lắm, nhiều lắm. Ví dụ có cái hộp đây ha, rồi thêm cái hộp này là chùm vô này, cái sách của nó nha. Đây nhà đang mua cái hàng mới nha, sách nó chọi bể đầu, sách dày lắm. Thì có nhiều anh em hỏi chuẩn hãng không, mấy này mới chuẩn hãng nha. Đầy đủ của nó hết á. Cái hộp là biết xịn phò, cái này thì bản dây da vuông tăng ha. Anh em thích kiểu vuông tăng dây da thư sinh này nọ đó, chốt cái này đúng nha. Có cái hộp để ngoài đi. Đây. Này kiểu anh Nhật anh đeo cũng một hai lần rồi, nó mới gọi là hàng si đó nha, hàng đã qua sử dụng ha, nhưng mà dây còn ngon còn mới lắm, đeo chừng một hai lần này, lên tay có dấu rồi. Thì cái nhà nhìn thấy cọng dây này có dấu là biết đeo rồi, ảnh có đeo rồi ha, nhưng mà chưa cái do cái lỗ này chưa có dấu đeo rồi, nhìn là biết liền rồi. Nhưng mà độ mới đó nè, hơn 90%, nhưng mà hàng si mình báo 90 thôi. Mặt sau này, mấy Nhật bên hông mới dập up money, nó dùng những tăng mặt xa, nâu cà phê nha. Mặt nâu cà phê nhìn nó huyền ảo lắm, nhìn nó kiểu cổ điển lắm. Kim rốn ha, máy Nhật Armani, thương hiệu của Italy á, dây khóa tiện. Cái nhà mua mấy con này là đúng thời luôn so với con hàng mới. Những anh em mà ngày xưa người ta chưa biết về hàng si, người ta đi mua hàng mới ra thích thích ví dụ thích con này đi ra hiệu và thích kết quá cũng phải mua tiền triệu rồi. Nó hàng si gì nè, quá mới gì nè, không có thua gì hàng mới, giá bình dân. Rồi con này kiểu gạch này ha, thương hiệu của Ý, máy Nhật, độ mới cao, kính zin không sức mẻ luôn, mặt xa nâu cà phê chắc lắm, bản dây da ha, cho nhà xem nữa. Khóa zin hết á, dây zin của nó luôn nè. Rồi con này thì dáng vuông luôn, vuông tăng, xe 30,4, đứng luôn là 47, mỏng 9 ly 3. Con này thì bữa em bán là 1,350 triệu nha, nè có hộp nè, 1,350k ha. Hôm nay em sale cho nhà giá là đây 1,150k đi. 1,150k nha, vẫn là mã F58. Thì nó có hộp này đầy đủ nha, nó hộp về mình làm quà tặng cho người thân cũng được. Đây hộp rất xịn luôn, nguyên bộ, thì trước khi đi hàng là em sẽ gửi hết cho nhà ha, những nhà đang mua con hàng mới vậy.
Full hộp, sách sổ đầy đủ. Rồi ai kết mẫu này chụp hình nhắn tin Zalo cho em. Rồi sẵn hộp thì một con A3 dòng Senko. Con này thì cũng có hộp, hộp A3 luôn nha, chứ không phải hộp chế nữa nha. Đây, hộp xịn luôn. Nó thuộc dòng Senko luôn. Thì nó chạy pin năng lượng, chạy sóng radio thì nó cũng không có khác gì con Senko mà em hãy chỉnh giờ nha. Ra sóng rồi đó, thì con này em ra sóng ok rồi. Cách chỉnh giờ bằng tay em có hướng dẫn rồi, anh em nào thích trải nghiệm cứ báo em ha. Dây khóa là cho nhà xem đủ mới đó rồi. Wow. Này nhà như đang mua hàng mới luôn rồi đó. Kính kính lồi không sức mẻ dẫn báo vết lông mèo, lịch dạng niên nha, thì tháng thiếu tháng đủ thì khỏi cần chỉnh lịch nữa nha. Pin năng lượng cái nhà xài thêm, nếu mà nó khỏe vậy nè, cái xài nếu mà hàng si nó mà pin nó đang khỏe nè, cái nhà xài chắc 3 năm nữa, nếu mà xài đúng nha, xài chút sống sáng mỗi ngày 3 năm chưa xin cục pin. Còn cái bọc gút mới mở ra AR3 ha, bên hông ở đây mới lắm đó, lịch dạng niên mặt sau đây thông số đủ nha, chạy sóng radio này. Pin năng lượng cái dây thôi chưa cắt luôn. Dây này. Về từ cắt dây nha, những nhà đang mua qua hàng mới dính bụi thôi, lau bóng lửng mặt đen bao công tể tia nha, cái cọc số trắng nè, đính đá đá trắng nha, cọc số thép đính đá trắng nha. Ở trong mà có nhiều anh em cứ hỏi là thông số trong mặt đây chuẩn nha, chuẩn sao bằng, nó ghi sao bằng máy nè, nó có thông số máy đầy đủ, mấy hàng mà chuẩn nội địa Nhật cái nhà nhìn thấy trong máy nè, nó ghi hết à. Solar pin năng lượng. Rồi con này thường xây 38 nha, em đo thử. Đúng rồi, 38. Nếu mà đo rìa thì thường là em đo xây đây nè, em đâu đo rìa đâu, nhà thấy nè, nó 37.9 đi, như 38 ha, em đo rìa 39.3. Nó em sẽ báo là báo 38 từ lúc đầu rồi, 38 38 năm rồi. Đó. Đó nha, em đo gì là chuẩn nhất cái nha. Đứng luôn là 43.5 ha, mỏng. Nó 10 đã 3. Thì có nhiều anh em cứ đo ngoài rìa để cứ đo thẳng 39 mà báo 39 là sai, em cứ đo rồi. Con này lúc đầu em đã nói là 38 rồi, đúng không? Báo chuẩn cho khách những khi người ta về, ta lên tay ta thấy đồng hồ sao báo to về nhỏ nữa. Trừ phi cái thước nó bị lỗi á, thì em báo sai thôi nha, chứ còn mà em báo là báo trừ hao hết nha. Quay sớt nè, nói chung con này mới lắm, với giá cả thôi nó có cái hộp luôn nè. Anh em nào thích kiểu hàng mới á, hàng chưa sử dụng nữa. Này xác suất là chưa sử dụng là cao rồi, tự dây chưa cắt mà. Toàn con có hộp AL3 dòng Senko bữa làm bán 1.150.000 rồi, giảm là 980.000 luôn. Giá F72 ha. 980 mã F72 nha. Con này bữa là có ông chú ông kêu ship code, không không ship nha, bên em không có ship code nha. Ship code giá đó luôn mà em không có ship, mà cuối cùng em vẫn sale bán bình thường đó, chứ không phải là chỉ là trả giá đó, em cũng không bán nè. Thì cuối cùng em sale, em vẫn sale qua cái giá mà trả luôn, chứ không cần thiết phải phải sale cái giá mà người ta trả nè. Rồi em lên tiếp cho nhà một con The Clock House 1964 nè, này dòng thương hiệu nội địa Nhật. Con này thì cái dáng đó, nó dán vuông nhưng mà cái nhà nhìn thấy nó y như cái con Senko năm, nó thiết kế như cái dáng gì đó Senko cơ cổ, nhưng mà con này là pin ha, dây khóa nó mới không được lốc hao à, 1964. Em đã từng xài mấy dòng mà biết nó cũng mắc tiền lắm. Mình cứ search là TCH là 1964 này, ghi search là đồng hồ TCH 1964 là ra được lốc hao à, nó viết tắt á. Con này dán vuông dán tăng, cái dán này ít thấy lắm, lâu lâu mới có dán này, lịch gốc 4 rưỡi, em test có vào quang chấm bì đây. Rồi nó chạy 6 kim ha, đồng hồ 24 giờ chỉ ngày đêm này, kim rốn đồng hồ chính này. Thì thể thao này, bấm thể thao chạy, kim lớn chạy này. Đó, bấm ngừng nè, reset nè. Có nhiều anh em hỏi full chức năng nha, phải full chức năng mới bán được nha, thí dụ mà lỗi kim này kim kia em có báo hết à, yên tâm bên em ha. Tự hàng lỗi mình phải báo lỗi nha, hàng si mà, chứ cứ lỗi mà giấu giấu là bán luôn là không được nha, bên em sẽ báo hết nè, yên tâm ha. Đây mặt sau đây thông số đủ, con này thì chuẩn nội địa rồi, nó thuộc dòng Citigen đúng nha, nó cũng cũng thuộc dòng giống cũng hãng Citigen đó, nhưng mà nó khác hiệu thôi, được lốc hao dây thoải mái rồi, dán vuông dán tăng ha. Con này dây chắc 10 19 vừa, khuyến cáo 18.5 đều thoải mái, 17 mà dư ba ngón lên tay quẩy. Kiểu nhà đeo kiểu vuông mà dáng cổ điển á, nhìn nó như mấy con Senko năm chặt góc dáng vuông, độ mới phay xước cái dây phay xước nha, phay xước zin chứ không phải là đánh bóng nha, đánh bóng là không còn cái phay xước này nè, kính zin đẹp không sức mẻ luôn.
giống báo bắt lông mèo ha. Rồi con này xe ngang của nó là đâu? 36.8 nha. Chịu đứng luôn là 42 mỏng. 97. Con này cái nhà đeo ít đụng hàng lắm, cũng ít có lắm, ít thấy lắm. Con này như bán con đầu tiên luôn á. Rồi con này em bán cho nhà giá, con này em sell cho nhà 1 triệu mốt nha. 1 triệu 100k vẫn là mã F59 nha. 1 triệu 050k luôn. Đó, mã F59 nha. 1.050.000 mà F59 luôn. Bán giá chi ăn cuối năm cho nhà 1.050.000 mà nhà mua được một con vuông mà 6 kim là quá hời. Thường cái nhà mua con tròn 6 kim mà hàng xi á cũng bèo lắm, phải 1.600.000 7 á. Đó, nếu mà nhà đã từng mua thì đã biết ha. Thì hôm nay giá giá cuối năm thì anh em mình cảm thấy giá tốt mình cứ cân nhắc mình chốt ha, chứ em sẽ không có bớt nữa nha. Rồi một con này nha, thương hiệu Chết Nốt, thương hiệu Thụy Sĩ ngày xưa nha, còn sau này là chạy mới Nhật hết nha. Có gì anh em cứ nghe Tech Note là Thụy Sĩ thì nhưng mà sau này bán là cho Nhật rồi, nó sẽ chạy máy Nhật thôi. Mà trên video thì em cũng đó có báo rồi nha, chứ em không phải là không báo. Tech Note thương hiệu Thụy Sĩ máy Nhật rõ ràng ha, kính là giác cạnh nè. Kính nó giác cạnh này thiết kế như cái bản cổ điển ngày xưa như bản cơ á, nhưng mà đây là pin ha. Lệch gốc 3 giờ nha, cọc số thép trắng. Thép trắng phối đính đính đá vàng đá trắng ở trong luôn. Lịch gốc 3 giờ, mặt của nó dạng kiểu trẻ tia mà nâu, kiểu gì nâu hạt dẻ nha, thường em kêu nâu hạt dẻ, nâu cà phê nữa, bên hông đây nhìn nó dạng như độc lắm, đeo cũng khó đụng hàng. Nếu có đụng hàng đụng mấy con cơ, mấy con cơ chết nốt ngày xưa nó dán vậy nè, y hệt không khác vậy, bản thép ha, đáy sấy thông số đủ á. Con này thì lên tay nha, khóa bóp luôn, dây dây con này còn được 19, được 19 đeo thoải mái. So với cái dây này, tay này, cái mặt này tay 19, dây 19 là quá dài rồi. Chung anh em đeo đồng hồ cũng có mẫu này mẫu kia, đeo mẫu này lạ lạ cũng khó đụng hàng. Rồi xe ngang của nó là 38 hay gì, 37.3, 37.3 nha. Đứng luôn là 43 ha, mỏng. 105. Đó, anh em tay vừa thôi, tay vừa tay nhỏ đeo được ha, đeo đẹp. Mà em nghĩ cái này tay 18 đeo bình thường vậy. Ừ, tay 17 tự nó size nhỏ nhưng mà nó hầm kiểu nó hầm hố xíu. Rồi bữa em bán con này nhiêu ta, 1.100.000 hả? Con này em bán hôm nay giá hết hồn nha, 880 đi, 880k đi. À, cái số cho đẹp xíu ha, 880 mà F27 nha, 880 mà F27 ha. Đó. Ai kết chụp hình tin nhanh lâu cho em. Chỉ có giá cuối năm nha, lâu lâu thì một năm mình chi ăn lần thôi chứ đâu phải bán giá hoài nha. Bán mấy video này ví dụ em bán không ấy làm xó nha, như video trước là em sẽ xó ha. Ừ. Đây nè. Dây khóa nha, con này cũng Tech Note thương hiệu Thụy Sĩ máy Nhật. Con này được cái là kính sapphire ghi thông số. Ghi thông số này, kính sapphire ha. Nó ghi Tech Note Series nhưng mà máy Nhật thôi nha, kính sapphire lệch gốc 3 giờ. Con này cũng độ mới cao lắm, cũng dạng thiếu cái hộp nhà, thấy cái dây nó biết nó mới rồi. Test nốt dập hiệu nè, đồ mi trắng ha, cái này thì vàng, dây đồ mi trắng. Ừ. Cọc số vàng nó kiểu nó đơn giản mà dán quỳnh tẹt dán xưa á, đáy sấy ha, thông số đủ, bản thép. Ừ. Còn siêu sao chưa bóc, mở nè, siêu sao chưa bóc, thông số đủ à. Mấy này nhà nhận hàng vừa ý, hàng xây nhà mua mới vậy là biết rồi. Rồi con này xe ngang của nó ha, 36.5, chịu đứng là đo đây nha, đo cạn cấp xuống 50.8 mỏng, 9.4 thì nó cạn nó cấp, em lên tay quẩy cho nhà xem vừa khớp luôn vừa bí luôn. Anh em 16 đổ lên đi, 16 đổ lên đeo máy này mẫu này đẹp, được cái là kính sapphire ha, máy Nhật thương hiệu Thụy Sĩ máy Nhật, dây thoải mái. Con này dây chắc 20 luôn, 19 thôi, 19 năm hay được. Báo chị Hào mới này, nhận hàng mới vừa ấy, núm dập hiệu. Bữa làm bán 880 nha, 880 rồi. Giờ em sale cho nhà con này một cái luôn. Con này bán 790k luôn nha, số đẹp 790k, số số thằng tài luôn. Vẫn là F36 luôn, mã đẹp luôn ha. Rồi 790 mà F36 nha. Ai kết chụp hình tin Zalo cho em có giá Tết này nha.
Rồi Casio nha. Casio thì cái nhà mua con này thì sẽ hời hơn so với con mới rồi. Con mới thì nếu mà đúng cái màu này cái nhà sẽ mua là 1,2 triệu mấy đó. Nên thời buổi 4.0 nha, search Google là biết giá rồi. Mình bán mình cũng phải nói thật chứ không phải nói tầm bậy tầm bạ được nha. Nè, giấy của nó này. Con này thì bên Nhật nó còn sổ luôn nha. Con này thì hàng chưa lên tay đâu, thấy là biết rồi, cho nhà xem từng chi tiết. Mình kêu nó hàng si thôi chứ thật sự là nó chưa có lên tay luôn. Nó có lên tay của em thôi. Đây, kiểu em lên nè, ốm vô đeo thôi. Nó mới lắm. Nó kiểu màu quân đội nha, màu quân đội. Casio nha, biết nó độ độ bền đó. Có nhiều anh em người ta thích Casio. Mua cho mấy bé mà cấp 2 đeo, cấp 2, cấp 3 đeo đi học được. Mấy anh mà hay tập gym thì nó đeo siêu nhẹ cũng được. Mới ha, cũng vậy đó nha. Trên thứ ngày ngày tháng thứ này giờ giây nè. Chuyển qua đây là bấm báo thức nè. Con này tới trong ngày nó sẽ năm báo thức ha, năm báo thức. Đó. Bấm giờ thể thao, này giờ đếm ngược TR đếm ngược chứ. Này thể thao này. Này chỉnh thêm cái múi giờ nước ngoài nha, giờ thế giới á. Bên đây thì có dây nó sẽ chạy theo điện tử. Đó. Quay lại giờ bình thường, đèn ở đâu ta? Đèn ở đây nha, góc 4 giờ 8 giờ ha. Thì con này có mã này. Thì cái nhà cái sạch cho lẹ luôn đó, cứ sạch Casio E AE chứ 1500 WH là gan này liền độ mới nè. Nói chung hàng si mình mua mấy giá gì là về nhận hàng là thấy vừa ý, trước tiên là thấy vừa ý mắt mình rồi. Xe ngang của nó là 49.6 mũ 15 nha. Rồi con này bữa làm bán nhiêu ta, bữa làm bán đâu cái giá rồi. Con này bữa là đây. Bữa làm bán là 750 nha, bữa em bán 750 ha, em sale cho nhà con này giá luôn. Rồi, con này hôm nay em sale với nhà giá là bữa bán 750 rồi em sale cho nhà giá là 590k đi. 590k nha, đó mà F60. Đó, chưa từng có nha, chưa từng có giá này nha. Ai kết chụp hình tin Zalo cho em. Hàng mới, cái nhà đang mua con hàng mới á. Hộp thì nó hơi lỏng cộng xíu. Rồi, có gì để em sắp lại sau ha. Rồi em lên tiếp cho nhà luôn. Một con này nha, con này là pin năng lượng nè. Pin năng lượng. Con này đáng lẽ bán rồi nha, có anh trai không biết sao hàng có mấy trăm ngàn nha, bữa bán 650 nha. Mà có 50 ngàn anh không dám mua được con đồng hồ nha, mà nói con này độ mới ghê lắm. Tính ra độ mới còn cao nha. Nó là pin năng lượng bản thép ha. Nó như một con cái dáng nó y con roulette, nó là pin solar đó nha. Pin solar, pin năng lượng. Lịch gốc 3 giờ. Đây, test dạo quang. Thì bên em trả giá nha, biết có nhiều anh em trả giá em đâu có bán đâu. Thà không bán nhưng mà bán một chút là em bán cái giá qua cái giá anh trả luôn. Đó, cho nếu anh có xem video anh biết ha. Đó, nó bản thép nha, dây khóa. Full zin luôn á. Con này pin năng lượng nó chạy dòng máy của Citigen đó. Trong đây thông số cũng có ghi sao bằng thông số đủ, kính đẹp không sức mẻ, có lớp gốc 3 giờ ha, niềng xay đó. Thông số đủ bản thép nha. Con này là nè, nó ghi sao băng nè, đáy sấy lên tay dán như mấy con cơ roulette, dây thoải mái. Con này dạng như hàng chưa lên tay, dây dài lắm. Rồi con này thì xe ngang của nó là 39.7 ha, chịu đứng luôn là 44.6 mỏng 9 ly. Hôm bữa nó bán 650 nha, sale cho nhà con này. Rồi, con này em bán cho nhà giá là 530k luôn. Đó, 530k mà F80 luôn. Chuyển khoản bao ship nha. 530k cái nhà mua được cục pin năng lượng thôi. Thật sự luôn. Nhiều lúc mình bán cái phụ tùng á, mua phụ tùng mắc hơn con mua con đồng hồ si. Cái này nghe thấy không? Đèn bên đen bên đỏ. Chỉ có giá này thôi nha. Thì hàng bên em cả nhà chốt cọc nha, cọc qua Tết em mới giao được nha. Nhiều anh em gửi số tài khoản cứ hẹn cứ để đó mà không cọc là khách khác hỏi cái cọc trước là em bán rồi thôi nha, em có báo trước ha. Để anh em mình Tết nhất mới công nó qua nó lợi nha, em có báo trước ha, dễ ha. Rồi một con này nha. Nissan này thương hiệu cái nhà biết là thương hiệu Mỹ. Đó, con này máy Thụy luôn. Thì nó mới lắm, anh em nào mà thích cái mấy cái mẫu mà hầm hố y vậy nè. Chốt này. Con này nó không phải đen đâu nha, nó là xám nha, nó màu xám á. Mặt của nó vậy luôn, mặt xám. Máy Thụy Sĩ chốt cho nhà xe máy thì con này nó ghi là 200 mét nước.
tự nó là núm cổ chai mà, núm cổ chai nè, núm cổ chai hết nè, dây khóa bằng thép mà, nó dính bụi thôi, nó quay từng chi tiết nhà thấy nó mới rồi, tự còn sót lại mấy con mới nè, đó là mấy con mới thì em sẽ bán dạng như cũng để dành đi ăn Tết thôi, cho có hàng mình bán Tết. Cho nên mà Tết nhà không có làm gì, coi video nữa cũng đỡ đỡ buồn nha. Con này thì thông số 200 m, thông số đủ. Máy thụy sĩ nha, em đo size xong cho nhà xe máy. Xi nhan của nó là 41.4 nha. Chiều đứng luôn là 50 nè. Đứng đó, mỏng là 13 nè, kính vin không sức mẻ, dạng báo vết lông mèo, cái niệm nhà thấy còn phay sức. Dây thì con này dây thì 19 luôn. Này dây 19 19 năm thoải mái nhưng mà báo 19 thôi. Khóa đầy đủ dập hiệu hết rồi. Đây cái máy này. Đây nha. Đó, máy nó ghi là ISA nè. 8272 hay là B gì đó. Oxybit, Oxybit má 9 chân kính nha. Máy dàn chạch. Thấy cái máy này. Cái dòng Oxybit 9 chân kính, máy pin mà 9 chân kính là biết nó xịn rồi. Rồi con này thì bữa bán 980 hết rồi. Oxybit mà giờ bán sale nhiêu nữa trời. Con này máy thụy sĩ nha, con này em bán cho nhà giá là 880k đấy nha. Rồi 850 đi, 850 mã F21 nha. 850 ha, F21 rồi. 850 F21 nha. Nếu mà mấy cái lô hôm nay nha, nếu mà còn sót lại thì qua năm em sẽ bán lại giá khác ha, chứ không phải giá này nữa nha. Với lại video này á, thì qua Tết á, cho nhà xem Tết nếu mà còn thì em cũng xóa luôn, em xóa. Chứ mình để giá gì bán sao được nha, bán khách mới sao khó bán lắm, nên em xin xóa ha, có báo trước này giá chỉ ăn Tết thôi. Một con Nissan nha, Nissan là thương hiệu cũng y vậy luôn nhưng mà máy Mỹ á, nhưng mà con này máy Nhật chạy 6 kim thôi, 6 kim ha, được cái là mặt dạ quang nha, này có mặt dạ quang full dạ quang luôn. Con này lúc trước mà dây nó dài là anh trai kia lấy này. Con này thì mới lắp được cái cổng, mới lắp thêm mắt dây có dạ quang phương mặt. Dây thì hiện nay nó là 19 luôn rồi. Đó. Bữa nó 18 rồi, 18. Nay lắp thêm bữa 17 mấy 18. Lắp thêm dây nó 19 đeo thoải mái luôn, 17 dư hai ngón. 19 19 năm đeo được nhưng mà khuyến cáo 19 thôi. Tự trong 19 năm cũng được, tự mấy dòng này cả nhà đeo ôm, đeo cho nó ôm tí mình lắc tới lắc lui chạy theo, nó đi theo tay luôn. Còn mà như đeo lỏng như em nè. Lắc tới lắc lui khó chịu lắm nha, rất là khó chịu nha, tự nó to. Và con này thì cọc số la mã phối số thẳng mặt dạ quang nha, lịch lịch gốc 6 giờ lịch lọc nha. Thì đồng hồ này đồng hồ thể thao nè, này đồng hồ 24 giờ chỉ ngày đêm này, kim rốn nè, kim rốn đồng hồ chính nè. Thì con này là núm cổ chai nha, nè, núm cổ chai nè, nó vặn cái nè, nó vặn nó chỉnh giờ xong vặn vô lợn ha, nó vặn cứng lợn nha. Núm giữa này cũng vậy nha, núm cổ chai luôn ha. Từ nó là tới 300 mét nước nè. Nó ghi 300 mét nước niền nha, nó niền còn đẹp. Kính zin không sức mẻ có lông mèo, nhìn nghiêng có lông mèo chỗ này nè, có vết xíu này có báo hết nè, nhưng mà nhìn tổng thể á, là nó tầm hơn gần 90%, hơn 85% đi, cứ báo gì nha. Bên hông bản thép phay xước dây khóa nè. Máy Nhật nha, em chạy máy Nhật dây khóa zin hết. Mặt sau đây thông số đủ đáy sấy nha, dòng 300 m nước này kiểu anh em chạy mô tô xô đầm thôi, lại mình đeo ha, kiểu đeo không đụng hàng á, đeo ngầu nữa. Xe ngang là 50.7 nha, chịu đứng luôn 61 mỏng 14.7. Rồi bữa con này làm bán như bữa 1.150.000 sale cho nhà. Rồi, con này bán cho nhà giá là 900 đi, nó sale khoát 1.900 luôn nha, mà F22 nha, 900k nha. Chưa từng có nha, chưa từng có giá này nha. Nếu mà còn thì qua Tết xem sẽ bán giá khác ha. Đây, test dạ quang lại cho nhà. Có nhiều anh em thích dạ quang lắm. Đây. Nó dạ quang full mặt. Vô tối á, thì cái dạ quang nó phát huy tối sáng. Rồi ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em có 900 nha, sale sale giá Tết cũng có giá đó. Rồi một con này sẵn con Barbie này em nghĩ là mấy nam đeo được hết, mấy chị nữ nói chung dòng này dễ đeo lắm, nam nữ gì dùng chung được hết, bé gái bé trai cũng được. Nó ba bg dòng cao luôn nha, dây khóa mặt trắng này, kiểu anh em nào thể thao này dính bụi bên hông ở đây, chạy hai máy vừa kim vừa tử ha, này dính dơ lau ha. Nè, đèn nha, đèn góc 6 giờ
Nó là pin năng lượng nha. Đây, nó là đang chỉ ngày thứ giờ. Đó này xem muốn về thế giới nè. Nhiều chức năng lắm, nó như dòng cho banh pháo, bấm vô thể thao nè. Cái này bấm vô đếm ngược. Báo thức. Nó quay lại giờ bình thường, đèn đây. Pin năng lượng ha, mới lắm. Cái này nó nhìn là biết mới rồi. 3G nó mã đây. Thì dòng cái này thời buổi 4.0 nha cả nhà, search Google cái là gan này liền. Cứ search là Casio nè. BGA 2200 gan này liền nha. Dòng mua cho băng pháo nè, pin solar năng lượng, pin solar năng lượng. Thông số đủ nè. Chuẩn nha, có nhiều anh em hỏi chuẩn Casio bao chuẩn hết nha. Mấy dòng 3BG Casio. Rồi con này thì nhà sạch Google biết giá như còn 3 triệu mấy á. Xe ngang của nó là 42 nha, nếu mà kho đo thì ở đây tới 44.5 36. Rồi bữa bán 850 nha, con này em bán cho nhà là giá là 750 thôi, chứ con này đâu có bớt được nha, nó độ mới cao mà giá mua giá này quá rẻ nha. 750 mà F68 mua cho mấy bé đeo cũng kiểu hàng nó cao cấp, hàng mắc tiền nha. Mấy bé đeo cũng tự tin nữa nha, đeo hàng xịn độ mới nha. Thiếu cái hộp thôi. Đây kết chụp hình những tin lô cho em. Con này nha, con này thì lô trước còn sót lại, con này kiểu lạ lạ này, bán giá sale tri ăn này, bán vừa bán cho tặng mới lắm. Với tình thì vỏ si, thường mấy dòng này độc lạ vỏ si nhưng mà còn đẹp ha, chưa bong chóc gì đó. Sau đây đáy sấy dán lạ mặt xanh bán nhật cả nha. Xe ngang của nó là 37.4, đứng luôn là 39.5 mỏng 8D2, kính không sức mẻ dẫn báo vết lông mèo, cái này cũng còn phải sớt không mà. Rồi bữa là bán sale 250 con này 180k luôn nha. Đó, bán sót lại là sale sale nữa nha, 180k ha. 180k mà F30. Nó anh em nào mua sưu tầm chơi cũng được, chuyển khoản bao ship cho. Vừa bán vừa tặng. Này bán vừa bán vừa tặng chứ không phải là sale bị ế sale nha, chứ bán muốn hết đồng hồ chứ đâu có ế nha. Rồi, một con này nha. Con này thì dòng Ovela, con này bữa nay giá này bữa nay nữa không được thì để dành từ từ bán nha. Con này bản titanium thép máy bay siêu nhẹ, dòng kiểu con này được kêu dòng quân đội á. Dây khóa bản titanium. Anh em dị ứng với bản thép inox mồ hôi muối này chốt này. Con này chưa từng bán giá này luôn. Mặt sau đây. Thì mã của nó nè. OAW100 lắp ráp nhà máy Thái Lan ha. Chạy nhiều mũi giờ thế giới, giờ thể thao báo thức này các kiểu luôn. Đèn đây. Cọc số học trò dạo quang ha. Chết chưa. Đèn pin năng lượng nha, con này pin năng lượng khỏe luôn. Kính có lông mèo, nhìn nghiêng có lông mèo nha. Đó. Kính này anh em kỹ bu lê là đẹp ha, còn thôi hàng si để gì bình thường, size bình thường nha. Rồi con này dòng cao á, dòng Aula Casio 407. Đứng luôn là 46 11 ly. Em sạch Google là biết rồi, Casio Ovenla, bấm thêm cái mã này ra Ovenla nè. OAW100 là gan này. Dây dài lắm. Dây này chắc 19 không được. Này chắc 20 luôn. Dây còn dài nha. Anh em nào thiếu dây lấy mắc dây thêm. Con này bữa bán 650 600 nha, con này đâu có bớt nhiều đâu, không được thì để bán lại thôi. Dòng Casio nó có giá rồi, từ cuối năm thì lấy cái sale cho nó hết hàng thôi chứ. Cho đi hàng chịu suôn sẻ đầu năm nha. 600 mã F45. Con này không chốt nó thôi. Mấy dòng này mới gọi là bền, siêu bền, nồi đồng có đá. Bỏ ra mấy trăm ngàn mình đeo mấy năm trời chưa xin ấy. Rồi, dòng mua chưa bán sáu nói con này đi. Dòng Reno đi. Thì Reno bữa hai con này bán còn con trắng. Con này thì em nào mà thích mặt trắng thư sinh mà dòng pin năng lượng mới không? Này bên Nhật là vẫn còn 2,5 triệu nha, vẫn còn giá 2,5 triệu. Nhưng chưa tính tiền ship về. Việt Nam mua hàng si có mấy trăm ngàn. Quá rẻ nha. Con này mặt sau đây à, vẫn là H415 ha, mặt trắng cọc số học trò lên tay nha. Con này thì dây 18 vừa chắc lắm, này kiểu nồi đồng có đá đeo đầm tay. Rồi con này xe ngang của nó ha 38 nha, chịu đứng luôn là 43 mỏng 89, kính kim không sức mẻ, kính cũng đẹp dạng báo có lông mèo nha. Này mới này cái nhà nhận hàng á, anh em nào thích cái dòng này được kiểu đơn giản nhận hàng vừa ý thôi. Rồi con này em bán 550 ha, 550 mà F6 nha, 550k mà F6 ha. Con này không bán được nha, tự con này nó mới lắm, con này cũng lấy đeo dòng pin năng lượng đeo siêu bền là nó đó. Anh em nào làm biến thay pin đó chốt mấy đó.
Rồi multibank 6 thì em vẫn còn mấy con này ha. Lên multibank 6 sale cuối năm. Con này thì dòng multibank 6 này, mới á, mặt đen, cọc số trò nè, chứ nhà xem độ mới nè. Phay sức nè. Nói chung cái tầm giá này mà con nó mới gì là cái nhà thấy là quá quá hời cho một con đồng hồ si. Pin năng lượng nhà đang y như đang mua cục pin. Vẫn là mã WVM600. Sao đẹp bản dây gốc tay nào đeo không được, tay cứ này lẫy lên nè, giờ tới giờ lui thôi, lẫy xuống này. Có nhiều anh em chưa biết mở lẫy cái dây nè, lẫy giờ tới giờ lui nè, tới mắt tay mà lẫy xuống thôi. Rồi con này vậy cũng vậy nha, giờ thế giới giờ ra báo thức các kiểu ha, anh em nào mà chưa biết cách chỉnh giờ cứ báo em đèn nè. Còn tiếng Nhật cũng gì em chỉnh nha, trước khi đi hè em chỉnh nha, dòng multiband 6 này đèn. Rồi xi nhan của nó là đâu 41 mỏng 11 ly ha, đứng 46. Rồi con này bán cái nhà giá 500, 500k dòng multi băng 6 ha, như bán cục pin vậy đó. Tử này không bao giờ giá rẻ được nha, trừ khi con đồng hồ nó cũ quá thôi, cũ quá mới giá rẻ thôi. Từ cái giá 500 nhà như đang mua cục pin vậy, với lại con đồng hồ mới vậy nè, sao mà bán cho nhà giá 400, 450 được, đâu có giá đó nha. Em nhập cũng được đó mà, nhưng mà bán 500 là giá, là giá là muốn hoàn vốn rồi, bán chi ăn thôi. Ai kết chụp hình tin Zalo cho em ha. Rồi em lên cho nhà đây, sẵn mặt đen thì con này cọc số trò dạ quang chấm bi luôn, đèn cũng gì đó giống nhau à, bản dây gốc hết nha. Đèn mấy này cho nhà xem độ mới thôi. Này mấy này con này em tiện á, phay sức giá này nữa, cái nhà không mua nữa thì vô năm thì không không có bán giá này được nha. Anh em mà theo dõi kênh em nhiều biết rồi. Sau đây nước sơn đẹp rồi, 550 mà F53, 550 mà F53 mặt đen. Con này cứ xe 42 đủ loại thôi, cái dòng này 41.8, 550 F53 siêu bền, với lại dòng cao su chống nước cao lắm. Có nhiều anh em hỏi chống nước hay không, nó siêu chống nước nha mấy dòng này. Đây mặt trắng xốp trò thì bên em lúc nào like nào cũng có casio vậy, casio dòng nó dạng nồi đồng có đá, anh em nào thích dòng xài casio rồi thấy đồng hồ nó bền mới. Mặt trắng anh em nào mặt trắng chốt này dây khóa đẹp. Mặt sau đây 650 ha, rồi 550 mã K4 nha, 550 mã K4 nha. Thì có nhiều anh em đã chốt trước rồi á, cứ hỏi là con đó anh chốt rồi nhé. Bên dòng này bên em nhiều lắm nha, chứ không phải một con đâu, nó nhiều lắm, cứ lên mỗi lần ấy lên đó, cứ mã nào hết là em lấy mã khác lên lên thôi, lấy con khác lên, lên mã thôi, chứ không phải là lấy cái bán lợn nha. 550 mã K4 ha. Rồi con này nha, con này là mặt xanh sốt trò. Giống nhau à, độ mới giống nhau. Thí dụ mà em cũng coi tới cô luôn nha, coi cũng phải cân nhắc, ví dụ mà con nào mà nó sẽ cũ hơn xíu thì giá sẽ thấp hơn những con nói xíu, chứ phải là giá nào cũng bán chung với nhau đâu. Nhà yên tâm ha, chứ khỏi lựa nha, em đã lựa rồi, cái nhà dạng hài lòng thôi. Dạ quang mặt xanh số trọ nước sơn rồi 550 luôn, 550 mã K5 ha, 550 mã K5. Cũng vậy nha, xây 42 đủ loại ha, 42 đủ loại. Pin năng lượng khỏe thì dòng mua cho ban 6 là nhà mua bên em là em sẽ bao pin khỏe ha. Chứ pin yếu cả nhà chỉnh giờ cũng được đâu. Pin yếu phơi nắng 2 tiếng vô cũng bấm chừng cái đèn gì nè, bấm là nó sẽ mờ liền, nó sẽ kim đứng hết liền, tức là pin nó yếu rồi đâu có xài được. Mà cái dòng này đặc biệt phải pin đúng mã nó xài mới được nha. Dây khóa. Con này cọc số thẳng, con này như có anh nào anh đặt rồi nè, nhưng mà em cũng tin nhắn một ngày đã nhắn em nhiều lắm, nó trôi hết rồi à. Thì em cũng đem lên bán lại, anh thấy anh mua ha, nó chứ còn kia em chờ là không có nha. Tự mình bán là ai cũng có khách ta hỏi nha, ví dụ mà kêu đưa số tài khoản mà chờ rồi cái người ta hỏi sau là cái người nó ta mua liền đi, mình chờ ảnh sao được, nên đưa xin số tài khoản mà chuyển khoản liền là chốt chốt xong ha, chốt được nha. Còn mà chưa là khách chốt rồi thôi nha, có báo trước ha, để Tết nhất tới nơi anh em nấu qua nấu lợi thì lấy con này nha. Con này hôm qua nè đó 500 nha, con này ha 500 mà F51 nha, con này mặt xanh mà 500 mà
giá quá hời rồi. Đó. Rồi ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em luôn. Rồi thì bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hàng nha, còn nếu tin tưởng em á chuyển khoản bên em bao ship ha. Em xin chào nha nha.